Công việc của anh sao rồi? Anh đang bận. Em không thấy anh đang làm việc hả? Hay để em bóp vai cho anh nha. Anh này đang bận. Em không thấy anh đang làm việc hả? Tới giờ này mới về. Sao người toàn mùi rượu bỏ như vậy? Bỏ tôi ra. Không cần cô phải quan tâm. Em nhất định phải đi à? Tại sao hai đứa lại thành ra như thế này? Anh đang cố gắng thay đổi từng ngày mà. Em không thấy có sự thay đổi gì cả. Em có biết là anh đang cố gắng từng ngày mà. Em phải cho anh thêm thời gian chứ. Rồi thời gian sẽ trả lời.
Mày tính bao giờ trả tiền cho tao? À, anh thư thả cho em vài hôm, em sắp xếp em gom đủ tiền em đưa cho anh luôn ạ. Mày giỡn mặt với tao hả? Mẹ mày, mày có tin đây là lần cuối cùng mày được nói chuyện không? Ở nhóc! Tránh ra. Buông nó ra. Tao cho mày bao nhiêu thời gian rồi. Mày tin sao mặt tao? Hả? Anh ơi, anh thư thả cho em vài hôm. Trong 5 ngày em sẽ trả cho anh ạ. Sau 5 ngày. Đúng hẹn. Nhớ mặt tao nha, con. Hàng của chị đây ạ. Lâu rồi không gặp em. Anh dạo này khỏe không? Thì em cũng thấy vậy đó. Còn em thì sao? Em cũng vậy. Hàng của em. Thôi, hàng anh cũng đưa rồi. Anh về đây. Anh, em vẫn chờ anh thành công. Để anh quay lại đón em nha. Anh giữ đi. Em biết là anh đang gặp khó khăn. Sao em lại giúp anh? Đưa cho anh ấy giúp tao nha. Tại sao mày không tự đưa? Tại tao không muốn anh ấy biết. Tao muốn anh ấy làm lại từ đầu. Cảm ơn mày nha. Vì em tin anh, coi như là em đầu tư, đừng làm em thất vọng nha. Anh biết rồi, anh sẽ không làm em thất vọng đâu. Hãy tin là anh nhé.
Hóa ra đây là lý do lâu nay anh không liên hệ với em. Liên hệ với em hả? Anh nhớ là mình đã chia tay nhau rồi mà. Liên hệ với em làm cái gì? Mày là bạn thân của tao mà My. Tại sao vậy hả My? Em đừng có như vậy. Đừng có như vậy á. Em đã nói là em sẽ chờ anh về đón em. Tại sao? Tại sao hả? Em có biết á, ngày hôm đấy chính em là người bỏ anh đi. Bây giờ sự nghiệp anh ổn định, em muốn quay lại hả? Mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy được đâu. Em chưa bao giờ muốn rời bỏ anh. Anh có biết anh chính biết. Em anh biết. Đó là số tiền của em. Nhưng em có biết là cái anh cần lúc đấy không phải là tiền. Cái anh cần là một người ở bên cạnh anh. Nhưng người ấy không phải là em. Đây là vợ sắp cưới của anh. Anh chắc chứ? Anh chắc. Cảm ơn em. Nhưng mà mình không thể quay lại được. Tao xin lỗi. Nhưng mà tao không thể làm gì khác. Thôi được. Chúc hai người hạnh phúc. Sao anh không nói với cô ấy? Hưng à, tao nghĩ là tao phải nói cho mày một chuyện này. Đây là hình chụp X quang não bộ của mày đó. Hiện tại thì bên trong não của mày đang có một khối u ác tính rất là lớn. Nếu như mà chữa trị kịp thời á thì cùng lắm là tao với mày còn ở với nhau được khoảng 2 năm thôi. Còn nếu mà không ý, thì có chuyện gì? Còn nếu không thì sao? Tao không dám nói. Tao còn bao nhiêu thời gian nữa? Cái này thật sự là rất là khó. Nếu như mà không chữa trị thì chắc là chỉ còn được vài tháng thôi. Người ấy quan trọng hơn tất cả những gì anh mang đến cho em, nên anh không trách kể. Nhưng mà em đâu có biết được rằng anh đang dối chính mình. Khi nhìn em bên ai kia lòng đau. Còn hơn là đau một đời. Đắm xuyên anh đấy. Anh như chất lặng chìm sâu vào nước mắt. Ngàn mũi tên đâm vào anh. Anh đau lắm. Anh như chất lặng chìm sâu vào nước mắt.